Hi, welcome back to my channel. Starts here to go. Poppy Playtime Chapter 2. Poppy đã cảm ơn các bạn và Poppy sẽ muốn giúp các bạn, đó là sẽ giúp các bạn thoát khỏi đây. Thì cuối cùng thì không được như ý các bạn, đó chính là Poppy sẽ bị Mommy bắt cóc. Vào đó các bạn lại phải tìm cách để giải cứu Poppy. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate. In the 1960s, an unfortunate family... ears, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. I know when your birthday is. June 28th. Và các bạn sẽ chế ra một cánh tay. Đó là một cánh tay màu xanh. Let's go. Và khi có cánh tay màu xanh thì các bạn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ để giải cứu Poppy. Rồi sau đó các bạn sẽ nối đường điện. Và tiếp tục các bạn sẽ tiến sâu bên trong. Xong được cái này, ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Sự đó bị làm sao vậy? So, vào tới kênh tiếp theo. 2 and 6. What the hell is going on? Ok, vào từ kênh tiếp theo. Bouncy, bouncy, bouncy! Các bạn sẽ phải đi tìm chìa khóa, lúc đó thì cánh cửa mới mở ra được. Và bắt đầu càng ngày thì map sẽ càng rộng ra. Phải đi tìm những món đồ, sau đó thì sẽ bẻ khóa trong từ này. Ok. Và từ tiếp theo. I appeared in your... Bắc Khu, nơi nhà máy. To the sun. Thế các bạn sẽ tiến thẳng, đi thẳng. Bởi vì tất cả những con đường này đều là cụt hết, chỉ có đúng đường thẳng để các bạn đi thôi. Đây như kiểu một bức cung mọi người nhìn thẳng, tạo ra cảm giác kinh dị. Những bức cung của các bạn sẽ lấp. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái video. từ những never để các bạn oh my gosh, never one. Huh? Ow. Rub my belly. Never two. Never three. Đó, và cứ như thế các bạn sẽ lên level tiếp theo cao hơn. Ok.